Thưa quý vị, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã nhận được thư của một số hộ dân ở xã Long Sơn, huyện Minh Long phản ánh. Cầu Phước Giang ở xã Long Sơn nằm trên tuyến đường trung tâm của xã Long Sơn, có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông và giao thương giữa các xã phía Tây Nam, huyện Nghĩa Hành với một số xã ở huyện Minh Long. Thế nhưng hiện nay cầu Phước Giang đã bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển nông lâm sản của người dân và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Người dân và chính quyền địa phương mong muốn các cấp ngành sớm đầu tư cầu mới để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện lưu thông và góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cầu Phước Giang ở xã Long Sơn, huyện Minh Long được đầu tư xây dựng từ năm 1997, đến nay đã qua 25 năm sử dụng. Hiện nay nhiều hạng mục của cầu đã bị xuống cấp, lan can hai bên cầu bằng bê tông cốt thép đã bị gãy đứt rơi xuống sông. Nhiều đoạn đã bị vỡ, ló sắt ra bên ngoài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mỗi khi có xe ô tô chạy qua. Cầu nó hẹp quá, đi nó chặt ếm xe tới rồi đi một mình và coi những người dân đi qua cũng không được. Lan can thì nó vẹo vấn hết rồi gãy rồi đó. Người dân thì mong muốn cấp trên có cái tạo điều kiện cho dân làm lại cái cầu mới để người dân đi qua đi lại thuận tiện. Cầu Phước Giang có chiều dài khoảng 100m nhưng chiều rộng chỉ hơn 2m, hẹp hơn nhiều so với tuyến đường qua đây nên mỗi khi xe ô tô qua cầu là tất cả người đi xe máy, xe đạp và các phương tiện khác phải dừng lại để nhường đường. Trong thời gian qua, đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cầu, làm cho nhiều đoạn lan can bị gãy, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cầu Phước Giang này được đầu tư xây dựng là khá là trên hơn 10 năm. Hiện tại là cái cầu này là nó xuống cấp rất nghiêm trọng. Nhất là cầu nó chặt, mỗi lần mà xe bằng tới mà qua lại là hầu như là va trộm thành cầu. Vì vụ tai nạn là rất hy hữu, do nay là với chính quyền địa phương cũng như là cử tri và nhân dân ở đây thì rất mong muốn là cấp trên là quan tâm tạo điều kiện sớm phân bổ kinh phí để cho xây dựng cái cầu mới làm sao để cho đảm bảo cái lưu thông qua lại đi lại của bà con được an toàn, đặc biệt là những cái lần mà có y học sinh mà đi qua lại đó thì gặp những chiếc ô tô mà tới mà qua là rất nguy hiểm, là không có đường để tránh nên bắt buộc là nhiều em là quay xe té ngã đi thành cầu. Nhưng đây là một cái điều cử tri và nhân dân ở địa phương này rất mong muốn cấp trên quan tâm sớm tạo điều kiện để làm sao để nâng cấp xây dựng mở rộng cái cầu đó để đảm bảo cho lưu thông qua lại được an toàn. Cầu Phước Giang quá hẹp không thể đáp ứng nhu cầu lưu thông vận chuyển nông lâm sản hàng hóa của người dân, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện nay cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân và chính quyền địa phương mong muốn các cấp ngành sớm đầu tư xây dựng cầu mới để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương và các vùng lân cận phát triển.